Thầy An mến chào các em học sinh Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 71 9.14 Hãy giải thích Nếu M là một điểm tùy ý nằm trên cạnh BC hoặc CD của hình vuông ABCD thì độ dài đoạn thẳng AM luôn lớn hơn hoặc bằng độ dài cạnh của hình vuông đó Nếu M là một điểm tùy ý nằm trên cạnh BC hoặc CD nằm trên cạnh bc hoặc là cd đó thì độ dài đoạn thẳng am luôn lớn hơn hoặc bằng độ dài cạnh của hình vuông đó thì mới nhìn thì mình thấy là điều nó rõ ràng rồi đúng không nhưng mà làm sao để mình giải thích cho người ta hiểu thì khi mà m nằm trên bc hoặc cd bc hoặc cd thì chúng ta tạm thời chia thành 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là M trùng với B hoặc trùng với D. Nếu M trùng với B hoặc D thì lúc này AM nó sẽ bằng cạnh của hình vuông đó. Trường hợp thứ hai là M nó không trùng với B nhưng M nó nằm trên BC. Nằm trên BC. Thì lúc này mình thấy rằng là tam giác ABM vuông tại B. Cho nên là AM là cạnh huyền. Từ đó mình suy ra là AM lớn hơn AB. Được chưa? Cạnh huyền là cạnh lớn nhất. Rồi trường hợp thứ ba là M nó không trùng với D nhưng mà nó nằm trên BC. M nằm đây. Thì lúc đó tam giác ADM vuông tại D. Cho nên là AM là cạnh huyền nên suy ra là AM luôn luôn lớn hơn AD. Đó. Thì từ ba trường hợp mà chúng ta vừa chia ra, mình thấy là cả ba trường hợp đó AM nó đều lớn hơn hoặc bằng cạnh của hình vuông đúng không? Cho nên mình kết luận ha. Đây, chúng ta sẽ trình bày như sau. 9.14 Thầy cố tình thì để từ giấy ngược lại để mà các bạn thấy được cái hình này nha. Chứ còn nếu mà thầy để theo chiều thuận thì các bạn sẽ không thấy được cái hình này. Rồi, bây giờ để cho nó đơn giản thì chúng ta gọi A là độ dài cạnh hình vuông. Để lúc đó thay vì mình nói AB thì mình nói A cho nó tiện. ha A nè, A nè. gọi a là độ dài cạnh hình vuông. Gọi a là độ dài cạnh hình vuông. Chúng ta có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi m trùng với b hoặc d. Khi điểm m trùng với b hoặc d thì lúc đó rõ ràng là am chúng ta sẽ bằng bằng cạnh hình vuông ha là bằng a trường hợp thứ hai khi m nó khác với b nhưng mà nó nằm trên bc khác b và m nó nằm trên bc hay mình ghi là thuộc bc được chưa thì lúc này tâm giác abm vuông tại b tâm giác abm vuông tại b nên am sẽ là cạnh huyền nên am là cạnh cạnh huyền đó nó là cạnh huyền thì mình suy ra là am nó sẽ lớn hơn cạnh góc vuông đó là cạnh ab được chưa cạnh huyền là cạnh lớn nhất mà AM lớn hơn AB hay nó khác là AM nó sẽ lớn hơn. À. Rồi, trường hợp thứ ba, cũng là trường hợp cuối cùng. Khi M nó khác điểm D và M nó nằm trên đường thẳng DC. Đó, chỉ có ba trường hợp này thôi, đúng không? Thì lúc này tam giác dm nó sẽ vuông tại d nên nó vuông tại d nên là am sẽ là cạnh huyền từ đó mình suy ra là am của chúng ta nó sẽ lớn hơn ad hay AM nó lớn hơn A lớn hơn AD hay nói khác là lớn hơn A đó mình vừa chỉ ra cho người ta thấy rằng là chỉ có 3 trường hợp của điểm M và cả ba trường hợp đó thì AM nó bằng A hoặc là AM nó lớn hơn A đúng không vậy thì chúng ta có thể kết luận Vậy độ dài đoạn thẳng AM luôn lớn hơn hoặc bằng độ dài cạnh của hình vuông đó ha. Vậy độ dài đoạn thẳng AM luôn lớn hơn hoặc bằng độ dài cạnh của hình vuông đó. Rồi chúng ta xong 9.14. Mình qua 9.15 Hỏi có tam giác nào với độ dài ba cạnh là 2,5 cm, 3,4 cm và 6 cm không. Vì sao? Thì ở lý thuyết bài trước chúng ta biết rằng là nếu mà mình muốn kiểm tra ba độ dài có là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không, ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất. À, ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất nó có nhỏ hơn tổng hai độ dài còn lại đây tổng hai độ dài còn lại được chưa thì mình thấy rằng là tổng hai độ dài còn lại là 2,5 cộng cho 3,4 là 5,9 5,9 nó nhỏ hơn 6 đúng không có nghĩa là 6 nó lớn hơn tổng hai độ dài còn lại cho nên là ba độ dài này không thể là ba cạnh của một tam giác được ha.

đoạn thẳng. Nên bộ ba đoạn thẳng có độ dài 2,5 cm, 3,4 cm, 6 cm nó không thỏa mãn một bất đẳng thức tam giác ha không thỏa mãn một bất đẳng thức tam giác. Đó. Cạnh lớn nhất nó phải bé hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại, mà đây nó lớn hơn, cho nên nó không thỏa mãn một bất đẳng thức tam giác. Cho nên là không là độ dài ba cạnh của một tam giác ha, nên nên không là độ dài ba cạnh của một tam giác nó không thỏa mãn một bắt đẳng thức tam giác nên nó không là độ dài ba cạnh của một tam giác rồi chúng ta xong 9.15 Chúng ta qua 9.16. Tính chu vi của tam giác cân. Biết hai cạnh của nó có độ dài là 2 cm và 5 cm. Chú ý là người ta cho mình tam giác cân nha, tam giác cân. Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Mà người ta cho mình chỉ hai độ dài thôi. Đây. Tam giác cân này. người ta cho mình hai độ dài thôi như vậy thì mình thấy là có hai trường hợp xảy ra trường hợp thứ nhất là cạnh bên bằng 2 cạnh đáy bằng 5 và trường hợp thứ hai là cạnh bên bằng 5 cạnh đáy bằng 2 à, các bạn đồng ý chưa bởi vì người ta không có nói cạnh nào là cạnh nào cả đúng không biết hai cạnh là 2 và 5 thì cạnh bên là hai cạnh đáy là 5 hoặc là cạnh bên là 5 cạnh đáy là 2 đó mình xem xét hai trường hợp này xem nếu mà cạnh bên là hai á thì cạnh bên còn lại cũng là hai còn đây cạnh bên là năm á thì cạnh bên còn lại sẽ là năm à, có hai trường hợp xảy ra ha như vậy thì mình tính chu vi cả hai trường hợp đúng không đúng mà không đúng à đúng mà không đúng tại sao thì nó không đúng bởi vì mình xem xét là hai trường hợp này thì có thỏa mãn hay không ví dụ như trường hợp này mình thấy nè à theo bất đẳng thức tam giác thì một cạnh bất kỳ luôn nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại mà mình thấy là hai cạnh còn lại là hai và hai như vậy tổng là 4 năm nó đâu có nhỏ hơn 4 đâu đó cho nên trường hợp này không thỏa mãn được chưa cho nên là sẽ không có một tam giác nào mà có hai cạnh là 22 và một cạnh là 5 ha, không tồn tại. Đó. Còn trường hợp này thì thỏa mãn nha. 5 nhỏ hơn 5 2 ha, thỏa mãn. Đó, cho nên chúng ta chỉ tính chu vi của tam giác này thôi. Còn tam giác này là không xảy ra. Đó các bạn cẩn thận nha. 9.16 thì bây giờ mình lý giải nè tam giác căn đó tam giác căn đó phải có phải có ba cạnh có độ dài là đó là 2 cm, 2 cm, 5 cm. Hoặc là 5 cm, 5 cm, 2 cm, đúng không? Tam giác căn đó phải có ba cạnh có độ dài là 2 cm, 2 cm, 5 cm ha. À. Hoặc 5 cm, 5 cm và 2 cm đó có hai trường hợp xảy ra được chưa rồi bây giờ mình xem xét hai trường hợp này trường hợp thứ nhất với bộ ba cạnh có độ dài 2 cm 2 cm và 5 cm. Ta có 2 cộng 2 đúng ra là tổng hai cạnh nó phải lớn hơn cạnh còn lại, nhưng mà đây nó lại nhỏ hơn ha. Ta có 2 cộng 2 nó lại nhỏ hơn 5. Được chưa? Không thỏa mãn một bất đẳng thức tam giác ha. nó không thỏa mãn một bất đẳng thức tam giác được chưa nên không là độ dài ba cạnh của một tam giác nên không là độ dài ba cạnh của một tam giác đó trường hợp thứ nhất mình duyên hai trường hợp rồi sau đó mình à, lý lẽ, lý giải từng trường hợp ha. Trường hợp thứ hai là với bộ ba cạnh có độ dài 5 cm, 5 cm, 2 cm. với bộ ba cạnh có độ dài này thì ta có mình có là 5 cộng 2 nó lớn hơn 5 ha 5 cộng 2 nó lớn hơn 5 đó có nghĩa là tổng độ dài hai cạnh luôn lớn hơn độ dài cạnh còn lại được chưa nên đây là độ dài ba cạnh của một tam giác nên đây là độ dài ba cạnh của một tam giác được chưa nên đây là độ dài ba cạnh của một tam giác và lúc này đề bảo chúng ta tính chu vi mà chu vi của tam giác này là 552 là 12 cm Đấy, chúng ta xong 9.16. Bây giờ chúng ta qua 9.17. Độ dài hai cạnh của một tam giác bằng 7 cm và 2 cm. Tính độ dài còn lại biết rằng số đo của nó theo cm là một số tự nhiên lẻ. Thì bài này mình sẽ à, sử dụng cái nhận xét ở trang 67 các bạn đây nhận xét đây đó độ dài một cạnh bất kỳ luôn lớn hơn hiệu độ dài hai cạnh còn lại và nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại bây giờ mình sẽ sử, sử dụng cái nhận xét này để mình tìm được độ dài cạnh còn lại ha 9.17. Thì để mà việc trình bày nó gọn thì chúng ta sẽ gọi độ dài cạnh còn lại của tam giác là a. Gọi độ dài cạnh còn lại của tam giác là a cm ta có lúc này mình có gì mình có a nó phải lớn hơn hiệu của hai cạnh còn lại có nghĩa là 7 trừ 2 a nó lớn hơn 7 trừ 2 và nó phải bé hơn tổng hai cạnh còn lại từ đây mình suy ra là 7 trừ 2 là 5 nó bé hơn a và 9 cộng 2 là a à, lỗi 7 cộng 2 chứ đây 7 trừ 2 và đây là 7 cộng 2 à, 7 cộng 2 là, là 9 Được chưa? A nó phải lớn hơn 5 và bé hơn 9 Mà đề cho chúng ta là A là số tự nhiên lẻ Tự nhiên lẻ Lớn hơn 5 Và nhỏ hơn 9 Mà lẻ nữa Thì chỉ có là số 7 thôi đúng không? Và vì A là số tự nhiên lẽ. Do đó a sẽ bằng 7. Được chưa? Vậy mình kết luận. Vậy cạnh còn lại của tam giác vậy cạnh còn lại của tam giác là 7 cm ha. Rồi mình xong 9.17 Chúng ta qua 9.18. Biết hai cạnh của tam giác có độ dài A và B. Dựa vào bắt đẳng thức tam giác, hãy giải thích tại sao chu vi của tam giác đó lớn hơn 2A và nhỏ hơn 2 nhân cho A cộng B. Thì mình cũng dựa vào các cái bất đẳng thức tam giác để mà chúng ta giải quyết bài này. ha Mình thấy là 2A thì chẳng qua là mình cộng thêm A. A mình cộng thêm A thì thành 2A. Điều chưa? thì để cho cái việc giải nó dễ dàng thì chúng ta giả sử cái cạnh thứ ba là c nha giả sử độ dài cạnh thứ ba của tam giác là là C. Đó. Thì lúc này là theo bắt đẳng thức nha. theo bắt đẳng thức tam giác theo bắt đẳng thức tam giác ta có bắt đẳng thức tam giác nói gì tổng hai cạnh luôn lớn hơn cạnh còn lại nha có nghĩa là A cộng B, nó sẽ lớn hơn C. Được không? A cộng B, nó lớn hơn C. Nhưng mà chú ý ở đây là 2A. À, cho nên là mình dùng cái này không được rồi. Mình sẽ dùng là B cộng C lớn hơn A. B cộng C, nó lớn hơn A. Được không? đề cho ở đây là 2A à, cho nên thầy cố tình thầy ghi A ở đây để lúc này thầy sẽ cộng hai vế cho A đó từ đó mình suy ra là B cộng C lớn hơn A nè bây giờ thầy cộng bên trái cho A thì bên phải thầy cũng cộng cho A đó hay nói cách khác là B cộng C cộng A nó sẽ lớn hơn A cộng A là 2A đó lớn hơn 2A nè. Vậy chưa lớn hơn 2a. Đó. B cộng C cộng A chính là chu vi của tam giác chứ nữa. Đó. Tam giác này có ba cạnh là A B C thì B cộng C cộng A chính là chu vi. Chu vi lớn hơn 2a. Đó, mình vừa chỉ ra là chu vi nó lớn hơn 2a. Rồi bây giờ mình chỉ ra chu vi nó nhỏ hơn 2 nhân cho A cộng B. Được chưa? thì mình cũng dựa vào bất đẳng thức tam giác thôi tiếp theo nè mặt khác mặt khác mặt khác có nghĩa là theo bất đẳng thức tam giác á, thì chúng ta có là c thì nó nhỏ hơn a cộng b đúng không? Đó. thầy thấy ở đây là a cộng b cho nên thầy cũng để a cộng b bên phải ha rồi tiếp theo đây c nhỏ hơn a cộng b này thầy viết lại này c nhỏ hơn a cộng b này tiếp theo ở đây là hai a cộng b nè hai nhân a cộng b có nghĩa là thầy cộng với phải cho a cộng b để nó xuất hiện hai a cộng b thì bên trái mình cũng cộng cho a cộng b đó bên phải chúng ta cộng a cộng b thì bên trái chúng ta cũng cộng a cộng b đó thì lúc này các bạn thấy nè ở bên trái là c cộng a cộng b chính là chu vi tam giác đúng không còn bên phải nè 2a cộng cho 2b a cộng a là 2a b cộng b là 2b đó hay nói cách khác là đây chính là 2a cộng b đó mình vừa chỉ ra cho người ta thấy rằng là chu vi nè chu vi nè nó bé hơn bé hơn 2 nhân cho a cộng b đây nhỏ hơn 2 a cộng b ok mình vừa chỉ xong hai ý ha ý thứ nhất đây lớn hơn 2 a và ý thứ hai đây chu vi nó nhỏ hơn 2 a cộng b Đó, à, vậy thì chúng ta có thể kết luận ha vậy vậy chu vi của tam giác ở đây mình không nói tam giác nào thì mình nói là chu vi của tam giác đó ha vậy chu vi của tam giác đó lớn hơn 2 a và nhỏ hơn 2 a cộng b và nhỏ hơn 2 a cộng b. Rồi, các em nắm được không? Chúng ta xong. 9.18 Chúng ta qua à, 9.19. Hai khu vườn A và B nằm về một phía của con kênh d đây hai khu vườn a và b nằm về cùng một phía của con kênh d đây con kênh ha con kênh d đây hãy xác định bên bờ kênh cùng phía với a và b một điểm c điểm c để đặt máy bơm nước từ kênh tưới cho hai khu vườn sao cho tổng độ dài đường ống dẫn nước từ máy bơm đến hai khu vườn là ngắn nhất. Đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ đặt cái máy bơm ở đâu đó lên đây. Ha. Sao cho là cái tổng độ dài đường ống dẫn nước từ máy bơm đến hai khu vườn là ngắn nhất. Có nghĩa là từ C đến A cộng cho C đến B là ngắn nhất. Được chưa? CA cộng CB bé nhất. Đó, bé nhất. thì người ta hướng dẫn mình nè do bài này nó có cái mẹo làm nó hơi khó ha cho nên là sách nó hướng dẫn chúng ta hướng dẫn gọi b phải là điểm sao cho d là đường trung trực của b b phải à, trung trực là gì các bạn nhớ không trung trực là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc đó đây là trung trực này ha đây là đường trung trực này đi qua trung điểm và vuông góc thì bây giờ gọi B phải là điểm sao cho D là đường trung trực của B phải. Có nghe B phải đây. Khi đó thì chúng ta có CB bằng CB phải. Được chưa? CB bằng CB phải. Bởi vì mình học tính chất là mọi điểm nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu đoạn thẳng ấy. ha Ví dụ như là điểm này nằm trên đường trung trực thì chúng ta sẽ có là MA bằng MB. Bất kỳ nha, điểm này cũng được. NA bằng NB ha, mọi điểm nằm trên đường trung trực thì đều cách đều hai đầu đoạn thẳng ấy Đó, cho nên là C nằm trên đường trung trực cho nên là mình có là CB phải bằng CB. Đó. Thì lúc này mình có là CA cộng CB, CA cộng CB sẽ bằng CA cộng CB phải đúng không? Bởi vì CB bằng CB phải mà, cho nên là CA cộng CB sẽ bằng CA cộng CB phải Mà CA cộng CB phải nó ngắn nhất Khi nào? Khi ACB phải thẳng hàng Đúng không? Ngắn nhất khi ACB phải thẳng hàng Khi đó C chính là giao điểm của D và AB phải Đó Như vậy chúng ta xác định được điểm C đúng không? Điểm C chính là giao điểm của D và AB'. Phải. Đó, các em vẽ hình này vào vở nha. Còn thầy tận dụng hình này luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ trình bày. 9.19. Tương tự như cái hướng dẫn ha. Chúng ta sẽ gọi B' phải là điểm sao cho D là đường trung trực của BB'. Phải gọi B phải là điểm sao cho D là đường trung trực của BB B phải. À. Gọi B phải là điểm sao cho D là đường trung trực của BB phải. Có nghĩa là từ B chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc từ B chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với D nha vuông góc với D Rồi, trên đường thẳng này chúng ta sẽ lấy điểm B phải sao cho từ D đến B phải bằng từ D đến B đó thì lúc đó D sẽ là đường trung trực của B B phải nè thì khi đó C nó nằm trên D Khi đó điểm C nó nằm trên D. Thì chúng ta suy ra được một điểm nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu đoạn thẳng ấy. Có nghĩa mình suy ra được là CB sẽ bằng CB phải nha. Mình suy ra được CB sẽ bằng CB phải. Nên đó chúng ta cần tìm điểm C sao cho CA và cb ca cộng cb là nhỏ nhất nên khi đó là ca cộng với cb nó sẽ bằng ca cộng với cb thì bằng cb phải cho nên ca cộng với cb phải ok ca cộng với cb phải ta có ca cộng với cb phải nhỏ nhất khi c a b phải thẳng hàng ok thẳng hàng hay c là giao điểm của d và acb phải thẳng hàng có nghĩa là c chính là giao điểm của d và ab phải Ok. Đó, chúng ta đã xác định được điểm C ha. Mình chỉ ra cho người ta thấy rằng điểm C chính là giao điểm của D và AB'. Phải. Đó, người ta hỏi mình là xác định bên bờ kênh cùng phía với A và B một điểm C để đặt máy bơm nước. Vậy ta đặt máy bơm nước sao ta đặt máy bơm nước tại c sao cho c là giao điểm của d và ab phải thì tổng độ dài đường ống dẫn nước từ máy bơm đến hai khu vườn là ngắn nhất tổng độ dài đường ống dẫn nước từ máy bơm đến hai khu vườn là ngắn nhất ok Vậy ta đặt máy bơm nước tại C sao cho C là giao điểm của D và AB phẩy thì tổng độ dài đường ống dẫn nước từ máy bơm đến hai khu vườn là ngắn nhất. Cái luận lại ha. Rồi chúng ta xong bài tập 9.19. Và chúng ta cũng xong luôn phần bài tập ở trang 71. Thì có chỗ nào không hiểu các em để lại comment. Còn nếu thấy video này hữu ích thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh thầy An. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy An chúc các em học tốt.